những bộ phim không thể bỏ lỡ trong đại dịch Covid-19. Thời gian này, tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất căng thẳng. Chính quyền đã có văn bản đóng hết những tụ điểm vui chơi và khuyến cáo người dân không nên đến những chỗ đông người, tự nâng cao ý thức giữ gìn cho bản thân cũng như xã hội. Vậy để ở nhà mà không bị chán, không gây tẻ nhạt thì chỉ có cày phim Hàn Quốc thôi phải không nào? Sau đây là list những bộ phim Hàn Quốc đáng để xem và chắc chắn không làm các bạn phải thất vọng. Đứng đầu danh sách phải kể đến bộ phim đang có rating vô cùng cao do Park Seo Joon thủ vai, Tầng lớp Itaewon, kể về câu chuyện cuộc đời và sự nghiệp của cựu tù nhân Park Seo-ri do Park Seo Joon đóng. Seo-ri có một cuộc sống đang yên bình thì bỗng chốc bị đảo lộn hoàn toàn và rơi vào bi kịch sau khi anh bị đuổi học khỏi trường cấp 3 vì đánh một kẻ bắt nạt có cha là nhà tài phiệt kinh doanh trong giới ẩm thực. Cha anh sau đó cũng đột ngột qua đời vì một tai nạn xe hơi. Bản thân Seo-ri cũng phải vào tù vì tội mưu sát, nhưng kẻ thù ác thì lại bình yên vô sự, quyết không từ bỏ khát vọng sống, làm giàu, đồng thời nối tiếp sự nghiệp và ước mơ của cha mình để lại. Sau khi ra tù, anh đã mở một quán nhậu mang tên là Danbam ở khu phố Itaewon rậm uất cùng những người quản lý và các nhân viên của mình, cố gắng hướng tới thành công và lật đổ đế chế của gia đình họ Giang, những kẻ đã đẩy cuộc đời của Seo-ri vào những khúc bi kịch cay đắng. Hạ cánh nơi anh là một bộ phim được tìm kiếm nhiều thứ hai, chỉ sau tin tức về dịch viêm phổi cấp virus corona. Dù độ dài chỉ 16 tập, nhưng bộ phim này đã tạo nên một cơn bão quét khắp các trang mạng xã hội của Việt Nam thời gian qua. Nội dung xoay quanh Jun Seo-ri do Son Jae-jin thủ vai là người thừa kế xinh đẹp tài năng của một tập đoàn Hàn Quốc. Một ngày nọ, trong khi đang đi du lượn, Jun Seo-ri bị cuốn vào một cơn lốc xoáy khiến cô bị mắc kẹt trên cây ở Bắc Triều Tiên. Ở đó, cô vô tình rơi trúng Ri Jong-guk do Hyun Bin thủ vai, một sĩ quan quân đội cấp đại úy của Bắc Triều Tiên. Trải qua bao nhiêu chuyện giở khóc giở cười, không lâu sau họ đã phải lòng nhau, nhưng ngăn cách hai miền đã làm tình yêu của họ trở nên thật khó khăn. Dù có nhiều ý kiến trái chiều ở bộ phim lãng mạn này, nhưng đây vẫn là bộ phim thực sự đáng xem. Bộ phim tiếp theo không nằm ngoài danh sách những bộ phim mới ra lò, nhưng đây cũng là một bộ phim ngọt ngào không nên bỏ lỡ. Nữ chính trong phim chính là nữ hoàng giao kéo Park Min Young. Bí mật nàng fangirl được chuyển thể từ tiểu thuyết Nuna Fandercam của Kim Sang Jun, xoay quanh cô nàng Sung Dak Mi do Park Min Young thủ vai, hiện đang làm việc tại một bảo tàng nghệ thuật, cũng là một fangirl bí mật, tận tụy điều hành một fansite cho chàng ca sĩ thần tượng Sinan. Và anh chàng giám đốc khó tính đồng thời cũng là một họa sĩ tài năng Ryan Gold do Kim Jae-gup thủ vai, người phát hiện ra cuộc sống hai mặt của cô nhưng cũng dần trở thành một fanboy của Dak Mi. Đây cũng là bộ phim với happy ending thỏa lòng ước mong của những cô nàng thích mộng mơ khi nam nữ chính là tình đầu cũng là tình cuối của nhau. Bộ phim được trông đợi nhất năm 2020 chính là Quân Vương Bất Diệt với sự quay trở lại của Lee Min-ho sau 2 năm vắng bóng để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Bên cạnh đó, việc tài tử 32 tuổi hợp tác lần thứ 2 với biên kịch Kim Eun-seop, người đã nâng tầm tên tuổi của anh qua bộ phim Những Người Thừa Kế, cũng khiến bộ phim nhận được nhiều sự chú ý. Quân Vương Bất Diệt là bộ phim giả tưởng, miêu tả về hai thế giới song song. Lee Min-ho sẽ đảm nhận vai hoàng đế Ligon, người có năng lực đặc biệt, chịu trách nhiệm đóng cánh cổng nối liền ba giới với nhân gian để bảo vệ người dân. Theo đại diện công ty sản xuất, bộ phim sẽ được phát sóng vào tháng 4 năm 2020. Với diễn biến đại dịch đang căng thẳng như hiện nay, để tốt cho mình và cũng đỡ đần cho đội ngũ các y bác sĩ đang ngày đêm vất vả vì chúng ta, thì ý thức bản thân là vô cùng quan trọng. Thay vì tụ tập đến quán xá những chỗ đông người, thì hãy ở nhà bắt đầu cày những bộ phim đáng xem này thì tốt hơn rất nhiều, lại không bị nhàm chán. Chúc các bạn xem phim vui vẻ!